Chào các bạn đến với chương trình Từ học ngữ pháp cho IELTS. Bài 7. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Count nouns and uncount nouns. Nội dung bài học hôm nay gồm có 5 phần. Thứ nhất là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Thứ hai là some và any. Thứ ba là những từ thể hiện số lượng. Thứ tư là phần ngữ pháp mở rộng. Và cuối cùng là một số kiến thức bổ sung. Trước tiên, chúng ta đến với danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Trong sách trình bày cho chúng ta 5 điểm khác biệt giữa danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Vì vậy, trong chương trình này chúng ta sẽ điểm qua từng phần một. Thứ nhất, danh từ đếm được sẽ có dạng số ít và dạng số nhiều. Chúng ta xem ví dụ, all window là dạng số ít, some windows là dạng số nhiều. Chúng ta thấy thông thường để chuyển từ số ít sang số nhiều, người ta sẽ thêm S hoặc là ES sau danh từ. Tuy nhiên, một số danh từ chỉ có dạng số nhiều mà không có dạng số ít. Ví dụ, quần áo, quần jeans, quần tây, kéo hoặc là cơm ba. Chúng ta thấy hầu hết các danh từ liệt kê ở đây đều chỉ có dạng cặp. Như là quần jeans thì có 2 ống, quần tây cũng có 2 ống, kéo thì có 2 lưỡi, cơm ba thì có 2 que, vân vân. Ngược lại, danh từ không đếm được sẽ không có dạng số nhiều. Chúng ta có những từ như là lời khuyên, nội thất hoặc là kiến thức. Như vậy, nếu chúng ta nói là tôi có một vài lời khuyên cho bạn, chúng ta sẽ nói là I have some advice for you. Chú ý advice ở đây chúng ta không được quyền thêm S bởi vì nó không có dạng số nhiều. Một vài danh từ không đếm được trông giống như là danh từ số nhiều như là news, tin tức. Physics là môn vật lý hay là economics là môn kinh tế. Tuy nhiên, chúng vẫn là danh từ không đếm được, có nghĩa là không phải dạng số nhiều. Vì vậy, chúng ta lưu ý. Điểm số 2. Danh từ đếm được sẽ đi với động từ dạng số ít hoặc là số nhiều. Điều này cũng dễ hiểu. Ví dụ như this window là chủ ngữ số ít, cho nên chúng ta dùng động từ is là dạng số ít ở đây. Tuy nhiên, these windows là dạng số nhiều, ở đây windows is, vì vậy chúng ta dùng động từ số nhiều to be là are ở đây. Ngược lại, danh từ không đếm được chỉ đi với lại động từ ở dạng số ít, như là tin tức này thì rất là sốc. Mặc dù ở đây có s nhưng mà chúng ta phải hiểu news là danh từ không đếm được, vì vậy chúng ta vẫn dùng dạng số ít là is. Điểm khác biệt thứ ba của danh từ đếm được và danh từ không đếm được chính là danh từ đếm được có thể được thay thế bởi những đại từ số ít hoặc đại từ số nhiều. Ví dụ đầu tiên, chúng ta thấy this house là danh từ số ít, cho nên người ta dùng it là đại từ số ít để thay cho nó. Ngược lại, ví dụ thứ hai, those houses là danh từ số nhiều, vì vậy người ta dùng đại từ số nhiều là they để thay thế cho nó. Với danh từ không đếm được thì người ta chỉ có thể thay thế bằng dạng của đại từ số ít. Chúng ta thấy ở đây, tin tức thì thật là sốc. Tất cả mọi người đều sốc, bị choáng ha, khi người ta nghe tin tức đó. Ở đây, it là đại từ số ít, thay thế cho danh từ the news là một danh từ không đếm được. Điểm khác nhau thứ tư, đó chính là danh từ đếm được có thể được đo đếm bằng những đơn vị về cân nặng, những đơn vị đo lường khác hoặc là số đếm. Chúng ta có ví dụ như là 2 kg khoai tây. Ở đây khoai tây là danh từ đếm được và chúng ta có thể dùng đơn vị về cân nặng là 2 kg để đo nó. Và đặc biệt là chúng ta có thể dùng số đếm. Ở đây là 3 drawers để đếm danh từ đếm được. Tuy nhiên, với danh từ không đếm được thì chúng ta có thể đo đạc bằng những đơn vị cân nặng, những đơn vị đo lường khác. Ở đây chúng ta không được quyền dùng số đếm. Bởi vì không đếm được thì chúng ta không được dùng số đếm, mà chúng ta có thể dùng những cách diễn đạt định lượng. Chúng ta xem ví dụ như là 2 kg đường. Ở đây đường là danh từ không đếm được, chúng ta vẫn có thể đo bằng những đơn vị cân nặng như là 2 kg. Tuy nhiên, information, thông tin, nếu chúng ta muốn nói là một thông tin, nếu chúng ta dùng là an information ở đây, chúng ta sẽ sai ngay lập tức. Bởi vì danh từ không đếm được thì không được quyền dùng số lượng an hay là two hay là three, four gì hết, mà chúng ta phải dùng một diễn đạt định lượng ở đây là a piece of information. Chúng ta sẽ được
tham khảo thêm nhiều về phần này trong phần kiến thức bổ sung. Và cuối cùng, sự khác biệt của danh từ đếm được và danh từ không đếm được là danh từ đếm được, khi số ít chúng ta có thể dùng những từ như a hoặc là an, như là a desk, an apple. Tuy nhiên, với danh từ không đếm được thì chúng ta không được quyền dùng a an, bởi vì không đếm được cho nên dùng không có dùng chữ 1 ở đây. A an là 1 ha. Information. Tiếp theo chúng ta đến với some và any. Nói chung thì some và any có rất nhiều cách sử dụng, nhưng trong bài này chúng ta sẽ nói đến những cách dùng phổ biến nhất. Trong câu khẳng định thì some có nghĩa là một số lượng, nhưng mà số lượng này thường không lớn, và trong tiếng Việt chúng ta hay dịch là một vài. Ví dụ như là tôi có một vài quyển tiểu thuyết hay, hoặc là một vài sinh viên trong lớp của chúng ta có thể bơi rất tốt. Đây là cách dùng phổ biến nhất. Tuy nhiên cũng có một cách dùng mà chúng ta có thể gặp, đó chính là chúng ta dùng some khi nói đến những đối tượng mà chúng ta không biết hoặc là không xác định được. Ví dụ như là there must be some mistake. Ở đây chúng ta chú ý là không có thêm s ở đây. Thì ở đây câu này chúng ta dịch là chắc hẳn là phải có một cái loại sai lầm nào đó. Sai lầm nào đó là sai lầm nào chúng ta không biết, nhưng chúng ta chỉ nghĩ là chắc hẳn là có thôi. Ví dụ thứ hai, tôi sẽ gặp bạn trở lại vào một lúc nào đó, tôi chắc chắn. Một lúc nào đó là lúc nào chúng ta không xác định mà chúng ta cũng không biết. Chú ý ở đây chúng ta cũng không thêm s, short time. Với any trong câu khẳng định thì nó có nghĩa là không quan trọng là ai, không quan trọng là khi nào, không quan trọng là nơi nào. Chúng ta xem các ví dụ. Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào nếu như anh cần thêm sự giúp đỡ. Bất cứ khi nào có nghĩa là không quan trọng khi nào. Hoặc là anh có thể hỏi bất cứ người nào về điều này. Bất cứ người nào tức là không quan trọng người nào, anh hỏi ai cũng được cả. Hoặc là lấy bất cứ cái bánh nào mà anh muốn. Tiếp theo là câu phủ định. Some thông thường không được sử dụng trong câu phủ định. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có những cái ví dụ sau đây. Tôi không cần bất cứ thằng nào khác ảnh hưởng đến cô ta. Ở đây chúng ta chú ý là boys không thêm s. Không thêm s cho nên some ở đây được dùng với ý nghĩa là một đối tượng nào đó không xác định hoặc là không biết. Chúng ta có ví dụ một vài sinh viên không biết chạy xe đạp. Ở đây chúng ta dùng some với nghĩa là một vài chỉ khi nó là chủ ngữ. Còn nếu như nó đứng sau động từ ở đây làm tân ngữ thì chúng ta sẽ không dùng some. Trái lại, any được dùng phổ biến nhất trong câu phủ định và câu nghi vấn. Ở đây nó có nghĩa là một lượng hoặc là một số lượng. Và bởi vì đây là câu phủ định cho nên nó có nghĩa là không một tí nào cả. Chúng ta có ví dụ như tôi không ăn tí thịt nào cả, hoặc là cái bàn của tôi không có cái ngăn kéo nào cả. Và với câu hỏi, some được dùng khi chúng ta muốn đưa ra lời đề nghị, rủ rê hoặc là lời yêu cầu, như là bạn có muốn uống trà không, hoặc là anh có thể gợi ý cho tôi một vài nhà hàng nào ngon không. Any được dùng trong câu hỏi và chúng ta hay dịch là nào không. Ví dụ như là bạn có quyển sách của Shakespeare nào không, hoặc là cái bàn của bạn có ngăn kéo nào không. Và cuối cùng, với some trong câu hỏi có một cách dùng khác khá đặc biệt, đó chính là khi người nói muốn người nghe trả lời là có. Ví dụ chúng ta có câu anh có nghe thấy gì không? Ai đó đang kêu cứu. Ở đây người nói chắc chắn rằng cả người nói và người nghe đều nghe thấy tiếng động đó. Tuy nhiên, người nói hỏi câu này chỉ với mục đích xác nhận và muốn người nghe trả lời là có, muốn người nghe đồng tình với mình. Tiếp theo chúng ta có một vài lưu ý. Thứ nhất, khi muốn ám chỉ đến một nhóm cụ thể nào đó, chúng ta có thể dùng cấu trúc là some of cộng với lại định từ determiner cộng với lại danh từ. Ở đây determiner có thể là the, these, those, hoặc là những tính từ sở hữu như là my, your, v.v. Chúng ta xem ví dụ như là
một vài sinh viên của tôi có việc làm thêm. Sinh viên của tôi thì có rất nhiều, nhưng chúng ta muốn ám chỉ đến một nhóm. Cái nhóm mà có việc làm thêm đó là một nhóm cụ thể, cho nên chúng ta dùng cấu trúc là sum of cộng với lại định từ cộng với lại danh từ. Đôi khi chúng ta cũng có thể gặp any trong cấu trúc như vậy, như là bạn có đọc quyển sách nào trong số những quyển sách của anh ta chưa. Ở đây cũng có thể dùng any và of và định từ và danh từ. Lưu ý tiếp theo, chúng ta thấy là no cộng danh từ sẽ bằng not any cộng danh từ. Ví dụ chúng ta muốn nói là tôi không có tiền, chúng ta có thể nói hai cách. Thứ nhất là tôi không có tiền, I have no money. Chúng ta cũng có thể có cấu trúc là I do not have any money. Ở đây not have, chúng ta dùng thêm any và danh từ money ở đây. Để dễ hiểu, chúng ta có thể nghĩ rằng no là tính từ và not là trạng từ. Như vậy ở đây no là tính từ, đứng trước danh từ money, bổ nghĩa cho money. Ở đây not là trạng từ, và trạng từ thì bổ nghĩa cho động từ. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy là not đứng sau do, bổ nghĩa cho do. Và vì đây là câu phủ định cho nên chúng ta dùng any. Tuy nhiên, nếu như danh từ đó là chủ ngữ, chúng ta sẽ dùng no và không dùng not. Ở đây chúng ta dùng là no applicants, không ứng cử viên nào có kinh nghiệm cần thiết cho công việc này cả. Chúng ta không thể nói là not applicants. Và cuối cùng, một số đại từ bất định như là something, somebody, someone, somewhere, hoặc là anything, anybody, anyone, anywhere thì cũng có cách dùng giống như là some với lại any. Tiếp theo, chúng ta đến với những từ thể hiện số lượng khác. Với danh từ điểm được số nhiều, chúng ta có thể dùng many hoặc là many of. Tuy nhiên, danh từ không điểm được, chúng ta phải dùng much hoặc là much of. Tất nhiên ở đây chúng ta nghĩ là sau of phải có định từ và danh từ. Tiếp theo, danh từ điểm được số nhiều, chúng ta sẽ dùng a number of. Và với danh từ không điểm được, chúng ta phải dùng là an amount of, một lượng gì đó. Với danh từ điểm được số nhiều, chúng ta có thể dùng few hoặc là a few, có thể dùng thêm of. Và với danh từ không điểm được, chúng ta phải dùng little ở đây, hoặc là a little, hoặc là thêm of. Còn lại, những từ như là on, lots of, plenty of, lots of, most of, some, no, not any, hoặc là none of, chúng ta có thể dùng với cả hai. Có nghĩa là chúng ta có thể dùng những từ này với cả danh từ điểm được số nhiều hoặc là danh từ không điểm được. Ở đây chúng ta lưu ý là khi nói là một số lượng gì đó, chúng ta muốn bổ nghĩa như là một số lượng lớn, một số lượng đáng kể, vân vân, chúng ta có thể dùng các tính từ ở đây như là to lớn, lớn, đáng kể, nhất định, nhỏ, giới hạn hoặc là nhỏ. Chúng ta có thể dùng các tính từ này đứng trước number, hoặc có thể dùng những tính từ này đứng trước amount để bổ nghĩa thêm. Tiếp theo chúng ta có một vài lưu ý. Thứ nhất là a few có thể cộng cho định từ và cộng danh từ. Ví dụ chúng ta có câu một vài phòng có góc nhìn ra biển. Tiếp theo, lots of và a lot of thì thường không có trang trọng, không trịnh trọng như là much với lại many. Vì vậy, trong những câu văn học thuật, chúng ta nên dùng much và many thay cho lots of hoặc là a lot of. Chúng ta xem ví dụ, nhiều nhà khoa học tin rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ có ảnh hưởng tiêu cực lên khí hậu của chúng ta. Đây là một câu văn học thuật. Vì vậy, chúng ta không nên dùng là lots of scientists hoặc là a lot of scientists, mà chúng ta nên dùng many, bởi vì ở đây scientists là danh từ số nhiều. Tiếp theo, lots of sẽ thường không được sử dụng trong câu phủ định. Chúng ta có câu, chúng tôi không có nhiều thời gian, vì vậy chúng tôi phải nhanh lên. Chúng ta thấy rằng ở đây câu này là câu phủ định, trong chúng ta sẽ không dùng lots of ở đây.
Thông thường chúng ta nghĩ là a lot of và lots of giống nhau, nhưng bây giờ chúng ta có sự phân biệt rồi. Vì vậy lần sau chúng ta dùng đúng hơn nhé. Tiếp theo, much thường sẽ không được sử dụng trong câu khẳng định. Ví dụ chúng ta nói là tôi tìm thấy được nhiều thông tin trên Internet, thì chúng ta nên nói là I found a lot of information on the Internet, chứ chúng ta không nói là I found much information on the Internet. Tiếp theo là một phần mà rất nhiều bạn học hay hỏi, đó chính là sự khác biệt giữa a few và few, hoặc là little và little. Ở đây chúng ta lưu ý là a few và few sẽ cộng với lại danh từ đếm được số nhiều, còn a little và little sẽ đi với danh từ không đếm được. Và sự khác biệt giữa a few và few ở chỗ a few dùng để nói lên số lượng và thường có nghĩa là đủ, trong khi đó few có nghĩa là không đủ hoặc là không nhiều. Tương tự như vậy, a little dùng để nói về một lượng gì đó nhưng mà cũng có nghĩa là đủ, còn little có nghĩa là không đủ, không nhiều. Vậy chúng ta có một cách nhớ là không có a thì không đủ, không nhiều, còn có a đủ hoặc nhiều. Chúng ta xem các ví dụ. Chúng ta có một vài quả táo, tôi nghĩ chúng ta có thể làm một vài cái bánh táo. Ở đây chúng ta thấy rằng a few được dùng có nghĩa là một lượng, một vài, nhưng có nghĩa là đủ. Nhớ ha, chúng ta thấy là a có nghĩa là đủ, còn không a là không đủ. Và chính vì đủ cho nên chúng ta có thể làm một vài cái bánh táo. Ngược lại câu dưới, tôi chỉ còn một vài ngày trước hạn chót, vì vậy hãy nhanh lên. Chính vì ở đây chúng ta dùng few với nghĩa là không đủ, không nhiều. Ở đây không còn nhiều ngày đâu, ít lắm, vì vậy phải nhanh lên. Như vậy few có nghĩa là không đủ, không nhiều. Tương tự như vậy, câu bên dưới, ít nghiên cứu được thực hiện cho tới bây giờ và chúng ta cần thêm nhiều nghiên cứu nữa để hiểu được những ảnh hưởng thật sự, những tác hại thật sự. Bởi vì ở đây dùng little có nghĩa là không đủ, không nhiều, cho nên chúng ta cần phải thêm nghiên cứu nữa. Ngược lại câu bên dưới, a little, chúng ta thấy là chúng ta vẫn còn một ít thời gian trước cuộc họp, vì vậy tôi sẽ xuống căng tin và kiếm cái gì đó ăn. Chính vì dùng a ở đây có nghĩa là đủ hoặc nhiều, có nghĩa là chúng ta có ít thời gian nhưng mà thời gian này vẫn đủ để cho tôi đi ăn. Tiếp theo là phần ngữ pháp mở rộng. Chúng ta thấy là một vài danh từ có thể được sử dụng như là cả danh từ đếm được hoặc là danh từ không đếm được, tùy thuộc vào nghĩa của nó. Ví dụ, chúng ta có danh từ light. Chúng ta có ví dụ, cả hai bóng đèn trên trần nhà đều rất cũ. Ở đây chúng ta dùng light với nghĩa là bóng đèn, đó là một danh từ đếm được. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói là the natural light is really nice, ánh sáng tự nhiên thì rất đẹp, chúng ta sẽ thấy rằng light ở đây được dùng với nghĩa là ánh sáng, mà ánh sáng là danh từ không đếm được. Ví dụ tiếp theo như là room. Nếu từ room được dùng với danh từ nghĩa là danh từ đếm được, có nghĩa là chúng ta có hai phòng trống. Ở đây room có nghĩa là phòng. Tuy nhiên, nếu room được dùng với nghĩa là danh từ không đếm được, thì chúng ta có ví dụ là không có chỗ trống để kê cái bàn. Room ở đây có nghĩa là chỗ trống. Tương tự, chúng ta thấy rằng từ coffee ở đây dùng với a. Tôi muốn gọi một ly cà phê, làm ơn. Thì coffee ở đây chúng ta hiểu là một ly cà phê, có nghĩa là danh từ đếm được. Ngược lại, nếu chúng ta hỏi là anh có uống nhiều cà phê hay không, thì cà phê ở đây được dùng với nghĩa là danh từ không đếm được. Và cuối cùng, chúng ta đến với một số kiến thức bổ sung. Chúng ta sẽ có 4 phần. Thứ nhất là giới thiệu tổng quan lại về danh từ. Thứ hai là cách phát âm S và ES ở danh từ số nhiều. Tiếp theo là những danh từ số nhiều bất quy tắc. Và cuối cùng, đó là những diễn đạt định lượng với danh từ không đếm được.
Trước tiên, chúng ta sẽ đến với sự giới thiệu tổng quan về danh từ. Danh từ là từ dùng để gọi tên sự vật, hiện tượng. Ở đây chúng ta chia danh từ thành hai loại là danh từ đếm được và danh từ không đếm được như trong bài. Sự khác biệt giữa danh từ đếm được và danh từ đếm được. Với danh từ đếm được, khi chúng ta cho các con số 1, 2, 3, 4 đứng trước nó có nghĩa. Ví dụ chúng ta có từ là cái bàn, chúng ta cho từ là số 1 trước đó là 1 cái bàn, 2 cái bàn, 3 cái bàn, hoàn toàn có nghĩa. Tuy nhiên với danh từ đếm được, khi chúng ta cho các con số 1, 2, 3, 4 trước nó vô nghĩa. Ví dụ chúng ta có từ muối, muối ăn, chúng ta nói là 1 muối, 2 muối, 3 muối, không có nghĩa gì cả. Nếu chúng ta đến tiệm tạp hóa, chúng ta nói là bán cho tôi 3 muối thì chắc chắn là không ai hiểu. Với danh từ đếm được thì số 1 được gọi là số ít, và từ số 2 trở đi chúng ta gọi là số nhiều. Số ít là singular, số nhiều là plural. Số ít thì chúng ta có thể dùng các mạo từ như ờ, ảnh đặt trước nó. Chúng ta dùng mạo từ ảnh đặt trước những danh từ bắt đầu là một trong năm nguyên âm A, E, I, O, U. Ở đây chúng ta có các ví dụ. Và chúng ta dùng ờ đặt trước những danh từ bắt đầu là phụ âm. Chuyển từ số ít sang số nhiều, chúng ta sẽ bỏ ờ, ảnh đi. Sau đó chúng ta sẽ thêm S hoặc là ES. Chúng ta thêm S với hầu hết các danh từ, và chúng ta thêm ES với những danh từ tận cùng là S, SH, CX, X và Z. Ở đây chúng ta có các ví dụ. Những danh từ tận cùng là O, chúng ta cũng thêm ES như là tomatoes hoặc là potatoes. Chúng ta lưu ý một số danh từ đặc biệt như radios tận cùng là O, chúng ta chỉ cần thêm S, hoặc là cây đàn pianos. Những danh từ tận cùng là Y dài, chúng ta sẽ chuyển thành Y ngắn và chúng ta thêm ES như là a baby, chúng ta chuyển thành babies, hoặc là city cũng vậy. Chúng ta bỏ ờ và chúng ta chuyển Y dài thành Y ngắn, chúng ta thêm ES là cities. Tuy nhiên cũng có một số danh từ đặc biệt như là a toy thì chúng ta chuyển thành số nhiều chỉ cần thêm S, hoặc là cậu bé boys chẳng hạn. Và cuối cùng, những danh từ tận cùng là F hoặc là FE, chúng ta sẽ chuyển thành VES. Ví dụ chúng ta có từ a knife, chúng ta chuyển thành số nhiều như là hai con dao, ba con dao, v.v. chúng ta nói là knives. Danh từ không đếm được thì sẽ không có ờ, không có ảnh đứng trước nó, cũng không có S hoặc là ES phía sau. Thông thường đó là những danh từ về thức ăn, thức uống hay là những danh từ trừu tượng như là happiness, v.v. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cách phát âm S, ES trong danh từ số nhiều. Cách phát âm S và ES của danh từ số nhiều tương tự như cách phát âm S, ES trong thực hiện tại đơn. Chúng ta có 3 cách phát âm. Thứ nhất là S khi danh từ tận cùng là những âm P, K, T, F hoặc là T. Chúng ta có các ví dụ như là steps, books, lots, giraffes hoặc là months. Chúng ta phát âm ES hoặc là S là is khi danh từ tận cùng là những âm s, sh, ch, z, ch, z. Chúng ta có các ví dụ, ở đây chúng ta đọc là dresses, dishes, washes, boxes, quizzes, changes, roses và places. Ở đây chúng ta lưu ý là những chữ S, SH được viết ở ngoài đây là liệt kê từ khi chúng ta nhìn thấy. Còn về mặt phiên âm, chúng ta lưu ý như SH thì chúng ta đọc là âm SH. Vì thế, những âm như là S, X hoặc là SE hoặc là CE mặc dù ghi khác nhau nhưng khi phiên âm có thể giống nhau, đó chính là một chữ S ở cuối. Và cuối cùng, chúng ta đọc S hoặc là ES là Z với những từ còn lại như là beans, studies. Ở đây chúng ta có một từ đặc biệt mà nhiều bạn không để ý, đó là từ house, tận cùng là S. Tuy nhiên, khi chúng ta thêm ES số nhiều, chúng ta không đọc là houses, mà chúng ta phải đọc là houses. Âm S biến thành âm Z. Tiếp theo chúng ta đến với một số danh từ số nhiều đặc biệt. Một số danh từ số nhiều đặc biệt có
có nghĩa là khi chuyển từ số ít sang số nhiều, chúng ta không thêm s mà chúng ta dùng một từ hoàn toàn khác đi. Chúng ta có ví dụ như là một người đàn ông là a man, nhiều người đàn ông sẽ là men. Một người phụ nữ, a woman, nhiều người phụ nữ là women. Tương tự, a child, children, a tooth, teeth, a foot, feet, a goose, geese, a mouse, mice. Chúng ta chú ý, nhiều con chuột là mice, không phải là mouses. Tiếp theo, a person. Số nhiều chúng ta có hai dạng là persons hoặc là people. Một con cá hồi, a salmon, số nhiều, salmon, giữ nguyên. Một con cá là a fish, số nhiều chúng ta có hai dạng, fish, giữ nguyên hoặc là fishes. Phổ biến nhất người ta vẫn dùng fish, giữ nguyên như vậy. Tiếp theo, một con cừu, a sheep, nhiều con cừu, sheep, giữ nguyên. Một con bò, an ox, số nhiều, oxen. Và một con hươu là deer, số nhiều, giữ nguyên, deer. Và phần cuối cùng, chúng ta sẽ đến với những diễn đạt định lượng cho danh từ không đếm được. Với những danh từ không đếm được, nếu chúng ta muốn đếm chúng thì chúng ta phải dùng những diễn đạt về định lượng. Ở đây chúng ta có các ví dụ phổ biến nhất như là một ổ bánh mì, a loaf of bread, một trái bắp, an ear of corn, một tách cà phê, a cup of coffee, hay là một ly nước, a glass of water, hay là một lát sandwich, a slice of sandwich, hay là một lời khuyên, nội thất, thông tin, hành lý, hoặc là giấy, một tờ giấy, a piece of paper, vân vân. Chúng ta dùng a piece of cho những từ này. Tiếp theo, một tác phẩm nghệ thuật, a work of art, hay là một giọt máu, a drop of blood, hoặc là một giọt nước, a drop of water, hay là một thỏi sô-cô-la, a bar of chocolate, hay là ốc khôi hài, chúng ta dùng từ a sense of humor. Và cuối cùng, một chén cơm, chúng ta dùng từ a bowl of rice. Và bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn làm bài tốt.